Thưa quý vị, vụ bắt cóc trẻ em để tống tiền xảy ra tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội mới đây đang là một câu chuyện nóng gây xôn xao dư luận. Kẻ bắt cóc đã rất manh động khi bắt cóc cháu bé ngay trong khu đô thị có camera giám sát ở mọi nơi và sau cùng với sự bình tĩnh, tỉnh táo của phụ huynh kết hợp với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, cháu bé đã được trở về với gia đình. Kẻ bắt cóc cũng đã bị bắt giữ. Qua lời kể của bố cháu bé và những thông tin từ cơ quan chức năng để giải cứu cháu bé ra khỏi sự nguy hiểm của kẻ bắt cóc là một hành trình đầy nghẹt thở. Và sau đây là 10 phút kể lại vụ việc đang được quan tâm này. Vào lúc 19:04 ngày 14 tháng 8, mẹ của cháu bé bị bắt cóc đã nhận được cuộc gọi của một người lạ. Người đàn ông này nói bằng giọng đe dọa với nội dung: "Con trai của chị đã bị bắt cóc, gia đình phải chuẩn bị 15 tỷ đồng để chuộc. Nếu không, đừng mong nhìn thấy xác con." Cha của cháu bé là anh C, không tin rằng có chuyện bắt cóc táo tợn như vậy. Nhưng linh tính có chuyện chẳng lành nên anh đã lấy máy vợ gọi lại. Nhưng chỉ vừa nghe thấy giọng anh, đầu dây bên kia đã tắt máy. Trước thời điểm mẹ của bé trai 7 tuổi nhận được cuộc gọi của người lạ khoảng 10 phút, hàng xóm quanh khu biệt thự phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội cũng bàn tán xôn xao về nghi vấn một vụ bắt cóc vừa xảy ra. Nhận ra điều này, vợ chồng anh C mới tin rằng con trai 7 tuổi của mình đã bị bắt cóc. Ngay lập tức, anh đã đến công an phường Việt Hưng để trình báo. Cùng lúc đó, hàng chục người chụm lại soi dữ liệu camera an ninh của nhà anh C và các nhà lân cận để tìm chứng cứ. 19:04, cuộc gọi đấy nó diễn ra khoảng mấy giây? Nó chỉ tầm khoảng chục giây, trên chục giây thôi. Khoảng trên chục giây và nó chỉ nói mỗi như thế thôi. Lúc đấy thì vợ chồng anh đã biết là con mình bị bắt cóc chưa? Hay là vẫn chưa tin? Chưa tin. Thì sau đó thì như thế nào? Sau đó thì anh bảo chị gọi lại số đấy. Nghe thấy giọng đàn ông tắt máy thì lúc đấy mình biết là đúng rồi, bị bắt cóc. Lúc trước là nửa bán tin nghi thôi. Theo dữ liệu từ camera, cháu bé 7 tuổi đang đạp xe ở khu đường nội đô. Cách nhà chừng 10m thì có một chiếc xe ô tô màu trắng dừng lại cạnh đó, mở cửa nói chuyện với cháu bé và rất nhanh chóng đã lôi cháu bé vào trong xe. Khi ô tô của kẻ bắt cóc phóng đi, chiếc xe đạp của bé nằm ở lại. Từ lời kể của bố bé trai, trong xe ô tô, kẻ bắt cóc đã quấn băng dính đen quanh miệng của con anh, bắt ngồi im ở hàng ghế phía sau. Có lúc, hắn ta còn lôi một khẩu súng ngắn màu đen từ túi quần bên trái, chĩa thẳng về phía bé và nói: "Mày biết đây là gì không? Không ngồi im là bắn vỡ sọ đấy." Nạn nhân nhí cũng kể lại rằng, kẻ bắt cóc mua bánh mì nhưng bé không ăn vì sợ có độc, chỉ dám uống nước vì thấy kẻ bắt cóc cũng đã uống nên nghĩ rằng không sao. Vào lúc 19:30 cùng ngày, mẹ bé trai liên tục nhận được các cuộc gọi của kẻ bắt cóc, yêu cầu chuẩn bị tiền. Lúc đầu, bố bé trai nói rằng quá gấp, lại vào giờ tối nên chỉ có khoảng 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, kẻ tống tiền không đồng ý, phải đủ 15 tỷ đồng. Nó phải nhận đến 2-3 chục cuộc, nhiều lắm. Nó gọi bằng mấy số? 2-3 số rồi đấy. Cứ gọi xong một số gọi 2-3 cuộc, lại rút sim, lại đổi sim, tắt máy, đủ kiểu. Nội dung của các cuộc gọi đấy chủ yếu là đưa tiền. Là tiền. Có cuộc gọi là nó đe dọa một cách khủng khiếp không? Có. Bảo là còn nhiều cuộc gọi bảo tao mày không nghe lời tao. Tao đã dặn mày thế rồi, mày đang chơi tao đấy. Mày không cần con à, mày cần tiền à. Để tao cho mày đến đúng 12 giờ, không thương lượng nữa. Không 12 giờ mà không nhận được tiền thì coi như là đừng nhìn đến con nữa. Sau đấy là vẫn dây dưa kéo dài, gọi thêm cũng là 5-7 cuộc. Tất nhiên là càng về sau độ uy hiếp càng cao. Sau khi huy động các nguồn lực, gia đình anh C gom được 13 tỷ đồng bằng cả tiền đô la Mỹ và tiền Việt Nam. Theo yêu cầu của kẻ bắt cóc, vợ chồng anh cho tiền vào túi vải màu đen, có khóa kéo. Tên bắt cóc đề nghị chỉ một mình vợ anh C lái xe mang theo tiền, địa điểm thông báo sau. Hắn đe dọa nếu phát hiện có người bám theo thì sẽ không xong. Nghi phạm liên tục dùng nhiều số điện thoại liên lạc và tắt máy ngay sau khi gọi. Trong suốt quá trình trao đổi này, vợ chồng anh C được các công an sát cánh, động viên để bình tĩnh phối hợp giải cứu, không làm kích động nghi phạm. Đến hơn 2:00 sáng ngày 15 tháng 8, kẻ bắt cóc gọi lại và yêu cầu một mình vợ anh C lái xe tới điểm đến đầu tiên là cầu Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Hắn ta sau đó yêu cầu chị đi lòng vòng, từ nội thành vòng ra ngoại thành, rồi cuối cùng là lên cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ. Suốt quá trình di chuyển, nghi phạm liên tục gọi điện thoại cho vợ anh C. Các cuộc gọi kéo dài từ 20 đến 30 phút. Hắn yêu cầu chị không được tắt máy. Khi đến gần nút giao Vực Vòng, qua đoạn thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nghi phạm yêu cầu vợ anh C dừng xe sát lề đường bên phải trên cao tốc.
Lúc đó, hắn ta đứng chờ ở đường gom bên dưới, nơi tối om vì không có điện đường, không có cư dân sinh sống. Đối tượng yêu cầu là phải đỗ xe trên cao tốc và đối tượng là đứng ở dưới đường gom bên dưới. Xe trên cao tốc thì đối tượng yêu cầu là xách tiền xuống, bước qua giải phân cách, xuống chỗ khu vực đường gom tối đen như một cái. Thì đối tượng yêu cầu là mở túi tiền ra để đối tượng kiểm tra xem là có tiền hay không có tiền. Thì khi đối tượng tiến xe gần đến túi tiền pha đèn ô tô, thì khi chị mở cái túi tiền đen ra thì đối tượng thấy rất nhiều tiền trong đấy. Thì đối tượng bảo ok, trong đấy là tờ 500, toàn tờ 500 tiền đô thôi. Đối tượng bảo ok, là chị mới đóng kéo túi sách lại. Thì đối tượng là tiến đến để lấy túi tiền đấy. Thì chị bảo là bây giờ anh đã nhận tiền rồi thì anh cho em xin con. Đối tượng bảo không, tao phải chạy mấy trăm mét là tao cho con này xuống. Thì bản là với cái bản chất của người mẹ thương con, lúc đấy thì chấp nhận hy sinh tất cả. Chị mới phi lên trước đầu ô tô của đối tượng. Chị bảo giờ anh hôm nay anh có đâm chết em thì em không thể bỏ ô tô của anh ra. Em bằng mọi giá em phải lấy lại con của em. Thế là đối tượng vẫn cứ chạy mà chạy chậm chậm thôi. Lúc đấy chị đang ngồi trên nắp capo rồi. Chị đứng trên nắp capo thì bắn ra thì chị đu vào cánh cửa. Và cứ đu theo xe ấy, thì đối tượng chị vừa chạy theo, chị vừa năn nỉ đối tượng. Đối tượng thấy thế vậy, đối tượng dừng lại và mở cửa để cho chị đón con xuống. Là lúc đấy là đối tượng nhận được hết tiền rồi. Thì chỉ sợ trường hợp là khi mà đối tượng nhận được tiền rồi mình chưa nhận được con ấy, đối tượng ra giá thêm nữa thì là rất là mệt. Mà nó ảnh hưởng đến cái công việc chung của lực lượng chức năng. Thì sau mà đón được đối tượng, đón được con xuống thì là đối tượng chạy khỏi hiện trường. Thì sau từ thời điểm đấy nữa thì là mình không nắm được thông tin nữa, đó là việc của quan sát đấy. Về phía lực lượng chức năng, dù biết nghi phạm đang bỏ chạy, nhưng vì an toàn của cháu bé, họ vẫn chưa hành động. Đến khoảng 5 giờ ngày 15 tháng 8, khi nhận thấy cháu bé đã an toàn, cảnh sát lập tức vây bắt tên tội phạm. Trong lúc chống trả lực lượng chức năng, nghi phạm đã nổ súng khiến một cán bộ cảnh sát hình sự, công an quận Long Biên, công an thành phố Hà Nội trúng đạn, bị thương ở đùi. Đến chiều ngày 15 tháng 8, công an thành phố Hà Nội đã tổ chức thông tin với báo chí kết quả điều tra ban đầu vụ việc bé trai 7 tuổi bị bắt cóc ở khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Cơ quan điều tra làm rõ, kẻ bắt cóc có tên là Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992 ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo lời khai của đối tượng, do nợ nần nên đã nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. Khoảng 9 giờ ngày 14 tháng 8, Trung sử dụng ô tô Kia Morning màu trắng, lắp biển giả là 29A24699 di chuyển tới khu đô thị mới Việt Hưng và đi vòng quanh trong khu này để trộm cắp tài sản. Khi đi mang theo một khẩu súng đạn cao su. Tuy nhiên, tại đây, Trung không trộm cắp được tài sản nên đã nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để tống tiền. Đối tượng đã mua cuộn băng dính to, găng tay, dây chun buộc hàng. 18 giờ 30 cùng ngày, Trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6BT7, khu đô thị mới Việt Hưng thì phát hiện bé trai 7 tuổi nên đã bắt cóc cháu đưa lên ô tô. Trung đã dùng dây buộc cháu bé và đưa cháu di chuyển qua nhiều địa bàn trên thành phố Hà Nội. Đến 5 giờ ngày 15 tháng 8, Trung bị lực lượng công an bắt giữ. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, khẩu súng này được đối tượng mua trên mạng. Trong súng còn 6 viên đạn. Trong quá trình bị truy bắt, đối tượng bắn một viên vào chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên, một viên tiếp tục lên nòng. Báo cáo với các đồng chí, đây là một vụ án khó. Vào trong cái thời gian là lúc đấy là chập tối rồi. Và diễn ra rất nhanh. Đối tượng khi ép bị hại vào và khẩn trương nhảy xuống mở cửa và nhảy xuống vào. Và ôm cháu bé chưa kịp kêu gì thì đã chạy đi. Và chạy rất nhanh. Nhân dân ở đấy chưa kịp phản ứng gì. Cũng theo Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trước khi thực hiện hành vi bắt cóc, Trung đã chuẩn bị sẵn súng và các biển số xe giả để tẩu thoát. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đánh giá, hành vi của kẻ phạm tội hết sức manh động, táo bạo, tinh vi và trắng trợn. Cũng trong ngày 15 tháng 8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội
cùng đại diện chỉ huy các phòng chức năng đã đến thăm hỏi, động viên thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn là người tham gia truy bắt nghi phạm bắt cóc cháu bé 7 tuổi ở phường Việt Hưng, quận Long Biên. Trong lúc chống trả lực lượng chức năng, nghi phạm đã nổ súng bắn khiến anh Tuấn bị thương vào vùng đùi tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, phường Bồ Đề, quận Long Biên. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng ân cần thăm hỏi, động viên anh Tuấn cố gắng giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm túc phác đồ điều trị của y bác sĩ để sớm bình phục, trở lại đơn vị. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ rằng sự dũng cảm trong chiến đấu của đồng chí anh Tuấn là tấm gương sáng cho tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ công an thành phố học tập, noi theo.